Xin chào các bạn, tôi là Võ Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Phan Anh Xuân. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn hai cái mẫu xe, đó là chiếc Ranger XJS và Ranger XLT. Chúng ta sẽ khám phá về sự khác và giống nhau của cái mẫu xe này. Thực ra là về form xe thì là tương đối giống nhau, nhưng mà về những cái tính năng thì nó sẽ khác một chút. Đây là cái phiên bản XJS này. XJS thì sẽ có hai phiên bản là XJS AT và XJS MT. Cái phiên bản này là cái phiên bản XJS MT có cái giá là 630 triệu, và hiện tại chúng tôi đang giảm giá 30 triệu đồng. Còn cái phiên bản Ranger XJS AT thì có cái giá là 650 triệu thì chúng tôi giảm giá 10 triệu. Còn là 640. Đây là cái phiên bản XLT. XLT thì cái phiên bản XLT AT thì sẽ có cái giá là 779 thì sẽ được hỗ trợ 50 triệu, còn XLT MT thì 754 thì được giảm giá 50 triệu. Về phần đầu xe thì XLT sẽ có cái hốc gió mạ chrome này. Đây, hốc gió này, hốc gió sẽ là mạ chrome. Cụm đèn thì đèn dạng projector này. Cái đèn cốt ạ, đèn cốt thì hình tròn thì sẽ khác biệt. Và tiếp đến là cụm đèn gầm. Thì còn đây cái phiên bản là XLS thì sẽ khác, hốc gió thì sẽ không được mạ chrome. Cái hốc gió của cái phiên bản XLS này. Cụm đèn thì đèn pha và cốt thì chỉ bóng halogen thôi, sẽ không có cái cụm thấu kính dạng hình tròn. Và đèn gầm thì sơn không được sơn bóng như cái phiên bản kia. Tiếp đến thì XLS thì cụm la răng sẽ khác so với lại bản XLT. Đây là la răng của XLS đây. Còn đây sẽ là la răng của XLT này. Tiếp đến cặp gương. XLT thì có cái gáo gương mạ chrome, có xi nhan tích hợp trên gương. Còn cái phiên bản XLS thì sẽ không có. Và hốc gió của XLS thì sẽ như thế này. Đèn xì, XLT thì sẽ mạ chrome. Tương tự như vậy thì tay nắm cửa của XLT sẽ mạ chrome này. Còn XLS thì sẽ không được mạ chrome. Màu trắng và màu ghi vàng. Các bạn quan tâm thì liên hệ chúng tôi theo số hotline là 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Phát Thanh Xuân. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy kênh của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị bạn có thể đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.